Hả? Sao kỳ vậy? Thật là lạ. Có gì lạ đâu, ai trúng đạn mua lỗ mà. Vết thương trúng đạn sẽ sưng lên. Đúng ha. Sao kỳ vậy? Trừ khi trước khi trúng đạn nó đã chết. Trước khi trúng đạn cô khỏe như trâu vậy. Kéo tôi cả cây số đó mà nha. Người chết rồi vẫn có thể cử động. Chết rồi sao cử động? Đây là phản ứng đốt xương ông dư truyền. Muốn người chết cử động còn rất là nhiều cách. Hoa, chú à, chú giỏi thiệt. Ủa, ba ba, là đổi máy thu băng mới cho con bà hả? Tại con Châu thương ông già của nó thôi. Nó viết thơ về, nói là quen được một chàng trai, kiếm được việc làm nữa. Châu cũng muốn ra tìm việc làm đó nữa chứ, nhưng mà chú không cho. Tiền vàng mã mở đường, đút lót đậu trâu mặt ngựa, bảo đảm đưa tới. Năm nay là máy video và tivi màu, sang năm là sẽ nhà lầu xe hơi, tủ lạnh áo giặt. Con lên tính giùm chút nha. Thưa ba, thưa má, năm nay con chỉ đút đỡ bao nhiêu đây thôi. Sang năm kiếm được nhiều tiền, con sẽ đút đồ tốt hơn cho ba má. Đừng có đái vào chậu lửa nữa. Mau đi về đi, ba cháu đang chờ đó. Dạ ba làm cháy nữa rồi nè. Ây da, thiệt sơ ý quá, người già rồi thiệt là lắm cẩm mà. Ê, đừng lấy nước tát. Chú à, đốt vàng mã kỵ nhất là bị nước làm tắt lưng chừng đó. Tại sao? Quỷ môn hoàng mỗi năm chỉ mở một lần, họ ao ước thần nhân bố thí cho họ, họ vui vẻ khi mà mất hứng trở về. Cháu nghĩ sẽ ra sao? Tránh ra. Ba đừng có tát. Làm gì chứ? Có ma kìa. Không sao đâu. Ly à, lấy nhang đèn tới. Nè, bà quỳ xuống đi. Hả? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tôi không phải cố ý đâu. Nam mô Di Đà Phật. Thành tâm xin lỗi đi. Làm ơn đừng trách tôi nha. Làm ơn. Bà, đứng dậy đi. Bà, nó chấp nhận xin lỗi của bà rồi. Có thiệt vậy không? Liên, đỡ bà vô nhà đi. Thì không sao hả? Vậy không có sao đâu, bà vô nhà ngồi nghỉ đi nha. Từ từ đó. Ông làm ơn làm phước đừng có trách tôi nha. Thì không sao hả? Không sao đâu, bà yên trí đi. Đúng rồi, bà không cần phải sợ nữa, bà vô nhà nghỉ đi. Có ma kìa. Vô tình thôi, rượu mời không uống. Con bà cứu tôi. Tôi làm tôi hết hồn. Liên à, đỡ bao nhiêu nhà? Thank you.
và ngày rằm, nhớ thắp nhang nha. Ờ. Cháu cười cái gì vậy? Dạ thưa chú, chú giống như ông đạo sĩ hơn là ông cảnh sát đó. Đạo sĩ và cảnh sát cũng đều hành đạo thôi mà. Làm ơn, cho tôi thêm một chiếc hoa tay. Nè, đổ cái gạt thằng thuốc cho tôi đi. Đừng cho tôi quá nha. Sếp Lâm đã dặn làm cho thật giống mà. Ai biểu anh làm bồ tôi làm khách chứ. Thả mất dịch. Nè, giờ làm việc đừng trò chuyện với khách nha. Cả anh không chơi tôi nữa hả? Đó là lệnh của sếp mà. Về chở tôi bà cho chết. Brother. Lúc làm việc phải gọi là sếp Lâm, không phải là brother. Phải rồi, bác tôi làm bồ á, của anh đây thì ngồi coi nhà. Anh biết đàn sao? Không biết. Vậy thì phải rồi. Anh cả đêm mà không thấy gì hết. Nguồn tin này thiệt hay giả đi? Hay là đi về đi. Con nhỏ kia có đẹp không hả? Sếp à, bây giờ mình đang theo dõi chuyến giao dịch ma túy mà. Nghỉ việc rồi mới tán gái đi. Đã ngồi 2 tiếng mấy rồi. Đã rồi thì sao? Anh không thấy nên có một người trò chuyện với cổ sao? Nổi máu về rồi à? Tôi thấy anh ngu quá đi. À tôi hiểu rồi. Ý anh là của có thóc rối hả? Anh coi kìa, ngồi yên không cử động, còn bàn tay thì không rời khỏi cặp táp. Anh thấy sao hả? Nè, tôi hỏi cổ nha. Khoan đã, chờ thêm 10 mấy giây nữa đi. Đi bây giờ có khác gì chờ thêm 10 mấy giây nữa chứ? Bản nhạc chưa đàn xong mà. Nè, chuyện gì? Cô gái độc thân, dễ dành thôi. Ừ. Thưa cô. Là thưa cô à, để nước này không vừa miệng hả? Hả? Thưa cô. Cô à. Cô à, tôi có thể ngồi xuống không? Thưa cô, chúng tôi là cảnh sát. Bây giờ nghi ngờ cặp tác của cô, muốn mở ra kiểm soát. Cô không lên tiếng qua đây là đồng ý đó nha. Anh có sao không? Sếp Lâm, đúng anh rồi đó. Đứng yên. Bây giờ tôi thưa cô về tội chống lại cảnh sát. Sao không? Thớ gì mình cũng phải làm thôi. Đi đi, đứng lại, 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 đứng lại. Đứng lại, đừng bước tới nữa. Bà chàng này. Hay à, cứu tôi đi, cứu tôi đi, cứu tôi đi, cứu tôi. Không đâu chú, giơ hai tay lên. Thôi được nha, để tôi giải quyết đi. Báo cáo này giết làm sao đây hả? Giết làm sao đây? Giết thì không khó. Khó chỗ là có ai tin không?
Nè, viết xong chưa? Dặn xong rồi. Đưa coi. Mượn coi anh chút mà. Chỉ trong nháy mắt thôi, một cô quốc tịch Trung Quốc bay ra từ cửa sổ. Tôi 2237 lập tức nhào tới, đụng ngay chốc té ngã ngửa. Ồ, viết cũng hay quá chứ hả? Hay thiệt, hay thiệt. Anh sớm đánh máy giùm tôi thì tôi đâu cần mệt vậy đâu. Cũng phải vậy, tôi đánh thư từ trước giùm anh thôi. Anh không đổi nghề qua viết tiểu thuyết thì ổn lắm đó. Hey. Thôi đi nha, đừng chơi tôi nữa. Bộ này làm thấy con nhỏ đó hơi quái lạ sao? À, cũng quái lạ thiệt chứ. Anh ngồi đây hơn 2 tiếng mấy rồi mà cũng chưa điều tra ra con nhỏ đó. Điều tra ra rồi. Con nhỏ đó đâu ở Bình Châu, có bà ngoại 78 tuổi. Thiên hạ đều kêu bà là bà ba. Anh định làm gì đây? Kêu bà ra nhận xác về làm khẩu cung. Tôi thấy anh bị giật cũng mệt lắm rồi. Bây giờ xử trí nữa càng mệt thêm. Nè đừng mơ móc tôi nha, có được không? Cái bà ba đó 70 tuổi rồi. Anh biểu bả từ Đông Bình Châu tới đây thì cũng phải nghỉ mấy ngày mới có thể nói chuyện được chứ, phải không? Nếu tôi cũng thân danh mười mấy năm mà tôi trở mặt cơ quan nha, thiệt đó. Nè, anh em với nhau giỡn chơi không được sao hả? Nè, đầu anh có trí đó. Anh mới có trí đó, thì bây giờ anh đang giỡn chơi đây nè. Thôi đừng giỡn nữa, điện thoại đi. Tới Đông Bình Châu gọi anh em đó làm giùm, rồi viết báo cáo cho anh. Cảm ơn. Nè chú, chú à, thỉnh thoảng mình ra Hồng Kông như vậy con người thấy thoải mái hơn nhiều đó. Hay là lát nữa mình dừng chân tại Sogo đi sắm quần áo cho chú nha. Đừng có bài đặt nữa, mình nhận xác cho bà ba rồi thì đi về tổng bộ, không có đi đâu nữa hết chú à. Cháu đã hứa cái gì vậy chú? Cháu nhớ rồi. Đi phố thì phải được sự đồng ý của chú, coi xin nhê thì phải đi chung với chú. Không thể trò chuyện với người đàn ông nào nếu mà có thể bỏ chú được. Nhưng mà lúc nào cũng phải có mặt chú. Tới mình hả? Đi chung với chú tôi. Ồ, vậy cũng đỡ. Bà có chết rồi hả? Bà già hả? Vậy thì kẹt rồi. Nhưng không có sao, cô còn trẻ mà, có thể tái giá. Tôi dẹp với ông nội. Ôi xin lỗi nha, mình có bị vậy không? Chú à, chú đến làm người ta rồi mà. Anh chỉ có lau sạch chiếc áo giùm cho con thôi. Chú hả? Xin lỗi nha. Hiểu làm sao mà hả? Nè, ai muốn nhận xác cô Trần Cao Châu đây? Là tôi đi. Nhanh lên đi, sắp nghỉ việc rồi. Nè, tiền bối à, tôi là trung sĩ 223, tôi đặc biệt tới giúp chú đó. Nè, mời vào. Thưa chú, hay là cháu? Hỏi trúng đạn ở chỗ nào? Đầu gối đó. Hả? Sao kỳ vậy? Thật là lạ. Có gì lạ đâu, ai trúng đạn cũng có lỗ mà. Vết thương trúng đạn sẽ sưng lên. Đúng ha. Sao kỳ vậy? Trước khi trúng đạn nó đã chết. Trước khi trúng đạn cô khỏe như trâu vậy. Kéo tôi cả cây số đó mà nha. Người chết rồi vẫn có thể cử động. Chó tôi sao cử động? Đây là phản ứng đốt xương ông dư truyền. Muốn người chết cử động còn rất là nhiều cách. Chú à, chú giỏi thiệt. Sao ố của cổ sẽ lại bị thương vậy? Đâu biết.
đâu có đánh đồng của báo cáo khám rớt nha. Ồ, họ là cảnh sát. Mình lập tức về coi. Ba tiền bối à, mời qua bên này. Nè, đòi tiền thiếu, hôm qua tính sao mày? Chừng nào có sẽ trả. Tiền bối à, bên này. Tí à, hai ly trà sữa. Dạ. Trà sữa nha. Nước sôi được rồi. Nè, một ly trà sữa, một ly nước sôi. Sếp làm còn chưa về à? Mình qua bển ngồi chờ đi. Báo cáo đâu có rồi. Sếp à, ông bán này làm gì vậy? Báo cáo gì chứ, đây là chú Phong đó mà. Chủ đề cảnh sát à, cô chưa mặc quần mà, đồ điệp. Nè, chú đang ngồi chờ chút nha, tôi tìm sếp Lâm ha. Nè, tiếp lại cho bố đi. Chú à, nước sôi đi. Cảm ơn. Ê, có thiệt không đây hả? Ê, cầm bê tớ bị hư à? Thôi lại chỗ nào bị hư vậy hả? Đi, nhanh lên đi. Lẹ lên. Chắc là thằng nào đọc trúng ổ điện chứ gì? Wow, sao mặt đẹp tới đây vậy hả? Đi xin đi với anh đó. Có thiệt không đây? Sếp Lâm à, ổng là tiền bối Đồng Bình Châu tới kiếm sếp đó. À, chào chú, mời vô. Sếp à, hồ sơ này xong rồi. À, giỏi quá ha, chưa gì đã xong rồi. Bữa khác sẽ mời cô ăn kẹo ha. Ok. Xin lỗi. Thanh niên tuổi trẻ thật là bê bối. Sếp Lâm à, anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh cùng hết đó nha. Đây là chú Phong, tiền bối của Đông Bình Châu. Đã quen biết rồi. Quen rồi hả? Chú Phong mà giỏi lắm nha. Hồi nãy trong nhà xác ông nhớ tới cái xác mà thôi. Truy xác anh tao về ngay, làm tôi hết hồn luôn. Mình là cảnh sát mà, nói chuyện giống như đời xưa vậy. Phải căn cứ theo khoa học chứ. Tiền bối à, mời ngồi đi. Hai người tâm sự nha, tôi đang làm việc. Nè. Nè chú à, tôi nghĩ lần này chú ra đây để báo cáo khẩu cung của bà ba phải không hả? Phải. Chú à, tôi nghĩ trường huấn luyện dạy chú yếu quyết, báo cáo khẩu cung gọn gàng, tóm tắt trực tiếp, nhanh và đơn giản, rõ ràng và không có phóng đại. Tôi nghĩ bây giờ chú có thể bắt đầu. Không biết gì hết. Nè, chú à, không biết gì hết là sao hả? Là chú hay là nó? Trong huấn luyện chắc có dạy anh, luận xét khảo cùng, phải bình tĩnh phân xét. Anh từ từ suy xét đi. Nè, nè nè chú à, chúng ta đều mong sớm ngày phá án thôi. Nói chuyện như chú tức là vẫn chơi chứ gì? Chưa vậy, anh bạn à, tại vụ án này rắc rối, nếu không mời tôi cũng không tới đâu. À, thôi được rồi. Nếu như mà chú muốn nói cái gì có thể giúp ích cho vụ án này đó hả? Thì tôi sẵn sàng nghe chú nói. Chú nói là muốn coi báo cáo khám nghiệm mà. Không sai, tôi nghi ngờ nạn nhân trước khi trúng đạn đã chết rồi. Nè, ý của chú không phải là tôi gặp ma chứ? Không phải là gặp ma, chẳng qua là cô phải chết thôi. Người chết đâu có thể mang ma túy. Không phải đâu, hồi nãy trong nhà xác. Im đi. Nè chú à, bây giờ là thế kỷ 20, thập niên 90, chú còn xuống người ta mê tín sao? À, anh nông cạn thôi. Có cần tôi làm ma chay siêu độ cho cổ không? Cổ không phải là ma, không cần siêu độ. Chú, thôi được. Thôi về đi. Cổ không phải là ma, nhưng mà cổ đã chết rồi. Vậy chú nói đi, cổ là cái gì? Vậy là cái xác. Xác chết cái gì? Xác chết có nhiều loại. Chết lâu trở thành cứng ngắc là cà rồng. Chết mà không cứng kêu là hành thi. Tôi nghi ngờ có người lợi dụng hành thi mang ma túy. Attention. Phong lão tướng, nghe có người nói có chuyện ma quỷ thì tôi đã đoán được là anh rồi. Mỗi năm không gặp anh cũng vẫn không thay đổi. Đứng đó làm gì? Chào cờ hả? No sir, chúng tôi đã bàn một vụ án. Chú Phong nói là có lẽ người lợi dụng hành thi mang ma túy. Tầm bậy. Làm nhân viên cảnh sát đâu có thể nói quan đường như vậy. Tôi xin phép. Có muốn biết thêm về vụ này không? Lâu quá không gặp, tới văn phòng của tôi trò chuyện đi. Sếp Lâm, cậu cũng vô nha. Yes sir.
Hồ sơ này đã chờ anh lâu rồi. Ký tên vô đi. Vẫn cứng cổ như xưa. Năm xưa nếu anh không có nhiều nguyên tắc như vậy thì hôm nay cái ghế này do anh ngồi rồi. Nguyên tắc, đúng là nguyên tắc, không thay đổi. Vậy được, hồ sơ này tôi tạm giữ ở đây. Anh thích ký chừng nào thì chừng đó tới ký. Mình trở về đề trách. Sếp Lâm. Yes sir. Cái vụ này đã liệt vào cơ mật cao độ. Ngoài lời thuật của cậu ra không thể hỏi bất cứ ai. Yes sir. Báo cáo khám sát đã gửi về rồi. Theo phân tích, nữ nạn nhân đó đã chết trước 7 ngày cách ngày xảy ra vụ án. Có thiệt không đó? Cái ông khám sát có phải là mát không hả? Tôi cũng cảm thấy lạ. Nè anh Phong à, cái vụ này trúng mánh của anh đó, anh thấy sao? Thưa sếp, sếp tin ổng hả? Of course. Năm xưa lúc ảnh gặp tôi đã nổi tiếng bắt trộm như anh, phá án nhìn. Đã phá biết bao nhiêu kỳ án lạ ha. Anh không cần nói ngọt, cái nón lớn như vậy tôi không đội đâu. Sếp Lâm, gạt bỏ cái vụ này đi, coi như chưa từng xảy ra. Đem vụ cái xác đi. Yes sir. Không thể đốt cái xác. Khoan đã. Nhưng để cái xác đó lại dễ khiến người ta nghi ngờ đó. Đem chôn nó đi. Đem chôn cái xác sẽ mất hết mình mũi. Lý, làm theo. Anh không cần giở trò. Chuyện thế thiên hành đạo, tôi chắc chắn phải làm. Hay, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà không có thể che giấu chân tướng, nhất định phải báo cáo lên cấp trên. Ê, không thành vấn đề. Tôi cũng vì tốt cho tất cả thôi. Sếp Lâm. Yes sir. Bắt đầu từ hôm nay, sếp Phong và cậu điều tra vụ này. Hả? Cái gì? Còn nữa, hầu để tiện cho chú Phong, khỏi để bê bếp gió bụi. Chú Phong sẽ dọn tới ở chung với cậu. Có thể không đó sếp? Quyết định như vậy đi. Sếp Mã à, tôi... Đây là mệnh lệnh, ra ngoài. Yes sir. Sếp Mã à, chú nói là ông phá án nhanh, tại sao làm mấy chục năm cảnh sát chỉ có loan cánh gà không vậy? Không sai. Ông phá án nhanh, bắt trộm nhanh. Tôi đã nói xấu một câu. Ông lãnh đủ càng nhanh. Biểu hiện của ông ta là gió lốc. Hiện tới đâu là chỗ đó sập hết. Nè, cậu qua chừng ổng giùm tôi nha. Vậy sao không giao cho ổng? Cái vụ này chỉ có ổng làm nổi thôi. Ok, tôi ra ngoài. Nè, chú hãy coi cái rút của cháu có đẹp hay không vậy? Lát nữa thanh toán với mày ở nhà hả mày? Hey, ngon vậy. Là chú qua làm đại mía đừng có sáo mà. Đại mía đừng có sáng đi ăn đi. Ui, ăn đi mà. Ai đã ăn bánh gì hả? Người mới đó hả? Ăn cũng chơi được quá ha. Nè chú à, chú không phải tính chơi tôi chứ? Hả? Tôi không có. Cháu của chú Phong hết sếp à? Bà đã biết không? Sếp bạn nói gì? Sếp mà nói nhờ ông điều tra giùm vụ đó. Tạm thời ở trong nhà tôi. Vậy anh có hứa không vậy? Dĩ nhiên là tôi không muốn rồi. Nhưng mà bây giờ thì... Hello. Nè, tôi chưa có bạn gái nữa nha. Đừng dành tôi ha. Ồ, vậy thì phải tùy tình hình đó. Bộ cửa không cần chìa khóa hay sao? Chìa khóa đây nè. Khoa học tối tân mà. Nè, làm anh ăn đây đi. Mời vào. Nè, tự nhiên nha. Wow, thiệt là đẹp quá. Làm ơn tiện tay đóng cửa giùm đi. Cảm ơn. Người không ra người, khóa không ra khóa. Chú à, nếu như ở không thoải mái thì chú đừng có miễn cưỡng. Nè chú à, mấy con cáo này đẹp lắm đó. Cháu coi lại con nào đẹp nhất. Làm ơn tính ra, tính ra. Khỏe ra à? Chú làm gì vậy? Coi chỉ tay sướng hơn là coi cá. Coi chỉ tay. Lấy giùm chú. Cái bồn tắm đó ngộ quá hả? Qua nghinh cô tắm thử.
Chở giờ lên sao? À, chú à, đời sống tuổi trẻ là vậy đó. Không có ràng buộc, bên kia đi cầu, bên đây tắm rửa, bên đây đi ngủ. Tôi thấy là không hợp với chú đâu ha. Có gì hay chứ, bị thấy hết phải không? À, nè chú à, ở ngay ngã tư có một cái quán trọ vừa chú ở đó. Không có tiền hả? Nè, ở đây có 300, khỏi tính lời, không trả cũng không sao. Ở đây xuống sao? Chú Phong à, nhà quan trọng lắm. Ồ, vậy thì hay quá, có thể tiết kiệm được 200. Nè, 100 đồng này để chú đón taxi đó. Nè, cầm lấy đi. Liên à, lấy đôi dép ra cho chú. Dạ. Hay à, nếu mà chú thích vậy đành phải chịu thôi. Vậy thôi bây giờ tôi không khách sáo nữa, bây giờ tôi tắm nha. La 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 la, thoát y, quần tắm, tăng 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 tăng. Ý. Hay à, tắm thì lo tắm đi mà. Chú à, dép chú đi nè. Thôi chú Phong à, hai tới nhà tôi ở đi, nhà tôi rộng lắm. Hả? À, cất đôi dép lại đi. Vì nàng đẹp như một bông hồng nên tôi không dám trao tình. Hả? Nhanh vậy à? Nè nè, cái gì mà ồn vậy? Hi da. Thiệt tình. Hey, sao mà ồn vậy hả? Hả? Thôi, mấy người làm gì vậy? Nè, đừng phá đồ tôi nha. Nè, vậy là ý gì đi? Nè, cái thằng mắc dịch này, làm gì vậy? Nè chú à, chú thiệt quá đáng. Đây là nhà của tôi mà. Hey. Nè chú. Nè. Nè chú à, tôi cảnh cáo chú nha. Chú hãy tháo cái đèn đi. Mỗi ngày một tinh thần tỉnh táo. Nè, tiền bối cổ tinh tới đây cả tiền điện để cho anh đó nha. Anh có phước rồi. Ha, cái thằng mắc dịch này cứ giúp người ngoài không à. Mày á. Nè, muốn gì đây? Muốn đánh lộn. Về đi. Về đi. Nè nè nè, anh đừng nghĩ gần đen được sáng nha. Sáng cái đầu mày á. Lấy áo thôi mà. À chú à, ngày mai rước chú nha. Về đi. Chú à, nằm đâu vậy? Cầu tiêu hay là phòng tắm tùy ý cậu. Nếu mà không thích thì ngã tư của quán trọ. Được. Chú à, chú à, trả cho tôi đi. Cái gì chứ? Remote control. Tôi không biết cái gì là ăn lì. Nè, nếu mà chú không trả tôi trở mặt đó nha. Chú à, còn không ngủ à? Chú qua đây. Chú à, trả cho tôi đi. Chịu không hết nổi rồi. Là chuyện gì? Dừng lại quá chú ngủ không quen. Đếm số đi. Chú ru cho ngủ giống như bình thường đi. Ê, thôi được, thôi được. Ê, ngủ ngủ đi, ngủ ngủ đi. Chú hát tiếp đi, hát tiếp nữa đi. Ê, mà ngủ đi, mà ngủ đi mà. Nè. Chú không làm ca sĩ thì là uổng đó nha. Ngủ cũng phải có kỹ thuật. Ủa, làm chú giật mình hả? Tôi quen tập thể dục trước khi ngủ đó. Được. Tôi pha ly trà, ngồi ngắm anh tập. Yeah! Pha trà hả? Tôi pha cà phê. Làm gì vậy?
Tối qua đêm trộm hả? Ngáp hoài à? Dựng đài làm thép đó. Ồ, chuyện đời á, thật là lạ quá ha. Anh thật là không hợp rơ với ổng. Còn tôi thì hợp rơ với ổng hờ. Anh thì hợp rơ rồi. Tôi chịu ổng không nổi đó. Thôi chào. Nè tiền bối à, hôm nay mình bắt từ đâu đây? Mình tới kiểm tra chuỗi. Sắm đồ hay sao? Nè tiền bối à, tiền bối à, tiền bối à. Tiền bối à, dẫn chúng tôi đi đâu vậy chứ hả? Tiệm này là của sếp Tùy, bạn trai của con Châu. Hai cậu chưa biết sao? Nè chú à, chú có manh mối thì phải cho chúng tôi biết chứ. Vô nhà người ta xét á thì phải có lệnh sưu ta, lệnh sưu ta đó. Không có lệnh thì khỏi điều tra. Nè, nè, sao đây? Thì theo ổng đi, nếu không thêm chuyện nữa. What can I do for you? À, tiền bối à, mấy chuyện này để tôi được rồi hả? Excuse me, I want to go inside to see. Okay, okay. I want to dial your account. Hey, police. Đây không phải là câu lạc bộ cảnh sát. Nè, đừng mà tưởng nha. Hả? Thưa cô, chúng tôi là ban điều tra tội ác thương nghiệp. Chúng tôi nghi ngờ ở đây có người xài tiền giả. Và cũng để tránh tổn thất cho cô. Hy vọng là cô hợp tác chúng tôi. Dạ được. Xin mở giùm tủ tiền. Ờ, dạ được, dạ được. Còn khả nghi? Không có liên quan đến tôi đâu. Không có liên quan đến tôi mà. Tại đưa cô vậy? Ừ, hình như là thằng Cường đưa cho tôi đó. Thằng Cường dòng lớn. Đừng có nổ súng nha. Nó thường đưa tiền cô xài sao? Ông không phải đâu, tôi không có quen với nó mà. Nè, để giữ an toàn cho cô. Nằm xuống đi, nằm xuống. Cảm ơn anh nhiều nha. Nằm xuống. Tiền bối à, mà vô đi. Ôi. 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 Nè chú à, chắc là tôi không nói trước nha. Lát nữa có gì xích mích đó đứng sau lưng chúng tôi nha. Cậu sợ à? Đúng vậy. Sao không bảo vệ chú nổi? À tiền bối à, mấy việc cực này để chúng tôi làm được rồi. Nè anh ba à, chờ lát nha. Xin hỏi Eddie có đi không? À thì mạnh. Chúng tôi là CID. Nè, làm gì vậy? Nè nè, bình tĩnh. Alo, chị Mai. Eddie có đi không? À, chờ lát à. Eddie à, điện thoại anh. Alo, ai vậy? Mấy anh là vậy? Hồi vừa mới có thể vô hả? Chúng tôi là cảnh sát chìm đi. Có một dự án chúng tôi bàn với anh đây. Cảnh sát chìm à? Tao là thằng Cường đây nè. Muốn gì? Vô quan tụi tao xài tiền giả phải không? Có chứng cứ gì không? Lấy ra coi. Bình tĩnh đi. Ê, thằng ấy đi ở trong. Cái gì đây? Cảnh sát là làm cha. Hồng Kông không có pháp luật sao? Luật cái con mẹ mày. Hả? Mày dám chửi tao? Đánh cảnh sát. Không có lại. Không có lại. Lại. Ê, đừng được. Chú à, tránh ra đi. Nè, sắp đổ giùm tôi. Ừ, sắp đổ. À.
Dừng xe. Chúng tôi là cảnh sát. Nhờ xe của anh rượt theo xe đằng trước, ok? Ok. Ê, nè, 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 nè. Nè, phải hợp tác cảnh sát chứ. Xe là. Xe là. Bắt được chưa, bắt được, bắt được chưa? Người đâu? Uống công rồi. Cái gì? Chú Phong à, nó chạy rồi hả? Tính thả dây dày công cá lớn. Kẹn cái là quên bỏ câu. Không sao, không sao. Mình sẽ cảnh sát điều tra thêm nữa. Ồ. Làm gì vậy chú Phong? Đây là bùa theo dõi. Ê, vậy điền cái gì chứ anh chàng trẻ, họ đang cúng đó, đừng có nói bậy nha. Anh chàng trẻ à, không biết ổng làm gì đó hả? Coi kỹ là không giống là cúng đâu. Hả? Tôi đâu có quen ổng đâu. Tôi đâu biết ổng làm gì. Thật ra ổng... Chép Lâm à. Sao nói là không biết ổng? Tôi đã tìm ra được nó rồi. Có thể đi theo dõi. Hay, chuyện gì? Không biết ổng làm gì đây hả? Vậy còn nó thì sao? Nhổ cây nhang ra thoát khí rồi đó cũng sao? Nhổ cây nhang thoát khí? Vậy nó... Nè! Theo lệ cũng phải kiểm soát. Sorry. Bà chủ, cái vụ con Châu đã bị cảnh sát điều tra. Những gì mày đụng tới, bà chủ không có lấy đâu. Anh mau chùi sạch vết máu trên trán đi. Số tiền để chạy trốn. Có tiền mày cũng không có mạng xài. の中にも魔力を知っている者がいたとは。準備。はい。乃木さん。ルーライ。
Vô trọng đi. Không vô hả? Nè, làm gì vậy? Làm gì vậy? Là xe của nó. Hey, trời giỏi đó nha. Chú Phong à, hai tụi bái túi làm xui nha. Xe thì ở đây rồi, nhưng mà không biết nó đâu. Theo lẽ là ở trọng. Ừ. Sao chú biết ở trọng hả? Để chú nói hết đã. Cậu coi kìa, trước cửa phòng trà bàn cường đó chỉ là nhi chủ kình thiên, ánh sáng khó dụ, khói mù động lại, khó tàn, đồng khí động lại thành đám âm khí, khí cộng khắp khí âm âm, đúng là nơi các địa phong tán. Chú Phong à, bây giờ mình tới điều tra vụ án chứ không phải coi địa lý. Không tin à? Nếu mà đem mấy cái này lên tòa làm chứng, chắc chắn là xử chú vào nhà thương điên thôi. Tôi chỉ biết bắt hung thủ, không cần biết nhiều. 22376 đứng lại. Nè, bây giờ anh lập tức tới bộ, biểu người tới khám xe phong tỏa hiện trường. Không có lệnh tôi không được làm bậy, ok? Xem lần. Đây là mệnh lệnh. Có thiệt không đây? Bây giờ anh muốn tôi làm thầy phong thủy hay là muốn tôi làm cảnh sát đây? Anh nói đi, nói đi. Hả? Xin lỗi nha sư phụ. Nè chú à, bây giờ với thân phận cấp trên của chú, biểu chú coi chừng chiếc xe giùm tôi. Mau lên. Nè, tôi sẽ thưa chú đó, tôi sẽ thưa chú. Sư phụ à, anh nói sao vậy? Cùng lắm là đổi xe mới thôi. Cậu tập vô không có sao. Coi kìa, cái vườn bông rải đầy đất đen, cỏ cây không mọc, chắc chắn là đất dồi. Màu vô đây là màu trắng chưa? Ngoài đen trong trắng. Đất dồi thiệt đó. Đi làm gì vậy? Chất khâm phần, phòng thấp, cát dồi càng mát là cách giữ sáp của Trung Quốc hồi xưa. Đây à? Sao có miếng da vậy? Kỳ môn độn giáp thiên hạ, đáng lý xuất xứ từ Trung Quốc. Trong thời kỳ đồ, hai nơi trung vực giao dịch với nhau, phái ẻm cuốc chính là dựng nên trong ngày. Nè, và mấy chai có lời gì đây? Tụ tập xương mù tạp kết, tinh túy nghiệt truyền, để đạt đến mục đích. Thành thi là thuật, tà môn tả đạo. Sư phụ, vậy tức là... đã lập đàn linh giới đi vào ma đạo. Ồ, tôi hiểu rồi sư phụ à. Hồi nãy sư phụ thử miếng ngọc phát giác là không hợp rồi. Chúng tôi là cánh tà bắt lương lộc, mình chưa phục yêu ma nha sư phụ. Nè, địch tối tà sáng, vô trọng nguy hiểm lắm. Vậy mình phải làm sao? Phải làm nữa hả? Thank you.
Tôi sẽ thưa chú đó nha. Nếu cầu thần lại Phật cũng phải phá án đó hả? Thì mướn mấy ông đạo sĩ làm cảnh sát được rồi. Ha, sư phụ. Ha, sếp làm à, tôi điều tra. Nè nè, ăn bơm đi. Thiệt mà. Đâu ai? Nè, chuyện gì hả? Tôi điều tra được chỗ nhà, có một quán ăn ở đó. Thiệt? Nè, một lát nữa mình bỏ ông lại, tự mình điều tra. Hả? Không được đâu, cái lũ ông đi hay hơn. Có ông sẽ hư chuyện luôn. Anh muốn trái lệnh tôi phải không? Đi! À, chú à, chúng tôi đi coi hát nha. Dạ phải sư phụ. Ờ, anh đi đâu vậy? À, đi coi hát. Tôi đã có mua đồ gì cho anh ăn đi nè, ăn rồi hãy đi. À, thôi khỏi. Nè, đói quá rồi. Nè. Chú. Biểu chứ đừng đi lung tung mà. Cháu biết chú mệt cho nên cố tình mua đồ về cho chú ăn đó mà. Chà, ngon quá đây bơm hả? Dạ phải, sếp Lâm thích ăn cái này lắm đó. À, sếp Lâm à. Rốt thì nấu cho chú. Ờ. À. Nhiều đó bó tay lắm phải không? Đương nhiên là bó tay rồi. Xe bị hư, chẳng có đầu mối gì hết. Sư phụ à, thật ra có cách gì điều khiển cái xác này không? Kỳ môn mượn xác, có nằm cách thủy quả thổ, mỗi cách đều có bùa bọc tú. Nhưng mà trong mình của cháu không có gì hết. Cháu biết rồi chú à, có phải là chỉ cần tìm được lá bùa thì có thể biết được người ta bỏ bùa hay không? Nhiều chuyện. Rót nhiều nước khác đi chú nhờ. Ê. Hay à, tới giờ rồi. Nè nè, đi đi đi. Vừa đi vừa ăn mà. Mình đi chung. Hả? Chú cũng đi hả? Tới nhà xác. Có mình mới rực. Có mình muối. Mang theo nha đèn tới giúp ông đi. Của nó, khiên nó ra đi. Chậm lửa. Dạ. Lửa kìa. Dùng băng bùa. Băng bùa? Không sai. Băng bùa vô trong người thì sẽ tan. Cho nên mình nghiệm xác chẳng nghiệm ra cái gì hết. Chú à, chú giỏi thiệt đó. Chuyện khó giải như vậy mà chú cũng nghĩ ra nữa. Hey, thôi đi, tới giờ rồi. Xin lỗi nha, chúng tôi đi. Đi. Nè sư phụ. Đi. Nè làm gì vậy? Khóa ông lại, mất công phá đám. Thôi được nha, ở trong anh lạnh lắm đó nha, hả? Lạnh gì chứ, lạnh không chết đâu, đi. Thì thả ra đi, nhanh lên. Điều tra xong rồi thả ông mà, đi. Chờ cái con đã. Coi chừng. Wow. Thôi cùng mẹ mày, chơi cái trò gì đây hả? Thằng khốn nào muốn cán tao à, chết mẹ mày. Bắn nó vô hết rồi.
đưa chìa khóa cho tao. Ê, đừng có nổi máu anh Hùng nha hả? Hả? Trời ơi, là chìa khóa xe à? Đúng đó, đúng đó. Chống lại nó. Chú Phong à, chú Phong à, hành thi kìa. Lẹ lên đi. Đừng lẹ xuống nha, lẹ xuống là chết đó. Nói chơi hả? Mau kéo tôi lên đi, kéo tôi lên. Coi chừng nha. Lên đi. Chụp lấy. Nè, tôi chụp được rồi. Được rồi. Nè, không được. Lên đỡ đi. Lỡ chiếc bóng đi. Sao bây giờ? Ba người quá nặng rồi. Tôi chết. Quá. Mau chạy đi. Sư phụ ơi, được tới nơi rồi kìa. Mau châm lửa đi. Nè, không phải chỗ này. Ơi, mau chạy đi. Nhà xác bị cháy sập hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Xác án đi. Xác án? Xác đánh cảnh sát? Hay là có người đến cướp? Xác chết vậy làm sao tôi viết báo cáo đây? Tôi viết thẳng đi. Ban đầu mình đã nói rõ rồi mà. Không sai. Anh cũng không nên làm chuyện lớn như vậy chứ. Sếp Lâm. Yes sir. Thật ra tại sao xảy ra chuyện này? Cậu có chỗ nào không giữ ý ổng, cậu cứ nói thẳng ra đi. Không có sao đâu. Điểm hay điểm xấu cái việc nói ra đi.
ông rất là ngoan cố, không nghe lời chỉ huy, cách xếp án lạc hậu, không có tinh thần khoa học. Có câu nào nghe hay không? Ông là một cảnh sát tốt. Cậu nói ảnh là một cảnh sát tốt. Tôi làm bổn phận của tôi thôi. Cậu vừa nói ông ngoan cố mà. Nhưng mà ông có nguyên tắc. Mình cũng nói ông xét án lỗi thời. Ông làm rất tốt, nhưng không có căn cứ khoa học. Cái vụ này không có khoa học gì cả. Vậy tức là cậu tin chứ gì? Nếu tôi không tin ông, chắc tôi chết rồi. Ông đã cứu mạng tôi. Nói xong chưa? Nói xong rồi lấy chiếc áo giùm tôi. Được. Nếu hai người cũng đồng lòng như vậy, tôi cùng lắm là không ăn cơm nhà. Tôi ủng hộ cho hai người. Yes sir. Nè, lấy giùm chiếc áo cho ân nhân cứu hộ của ông đi. Ăn cơm được rồi. Anh thích ăn mì thì chắc này của anh. Hay thiệt tốt tụi quá ha. Bữa cơm nào cũng chia nhau ra ăn thiệt là phiền quá đi. Vậy ăn chung đi. Nếu mà ăn chung hả thì càng hay. Giờ khỏi cần phải phiền phức. Chúng ta ăn cơm như vậy giống như là người một nhà rồi. Đúng vậy ha. Tuy nhiên người một nhà vậy, cộng tác là trẻ. Cái vụ này không bao lâu mới được phá thôi. Dù mà mình đang đương đầu không phải là bọn cướp tầm thường, hai cậu thật ra cũng đủ sức đối phó. Từ nay mọi việc cho tôi sắp xếp, nếu không sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cảm ơn sư phụ quan tâm nha. Không phải là cậu, riêng cậu thôi. Có nước quá, tôi vô nước nha. Nè, sếp Lâm. Chú à, có phải là sếp Lâm đang gặp nguy hiểm hay không? Chả biết miếng ngọc này dùng để làm gì không? Thì dùng để trừ tà, là bùa hộ thân của chú đó mà phải không? Nếu ai cần tới, thì cho người đó. Cháu đã hiểu rồi chú. Sếp Lâm à, có nhà cũng đòn chứ? Thì bây giờ tôi cũng nuốt nè. Hả? Tôi xin lỗi nha, một lát ra lại ha. Hả? Nhanh lắm à. Chuyện gì vậy? Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ra ngoài này, tôi có chuyện muốn nói với sếp Lâm. Nói sếp Lâm à? Chuyện gì vậy? Chúng tôi rất là quan tâm đến anh. Và miếng ngọc này nó có phép trừ tà nè, anh hãy đeo nó vào đi. Nói thật nha, nếu miếng ngọc này chú không đưa cho tôi không thích gì mấy đâu. Nhưng nếu cô đưa cho tôi, thì coi như là món quà định tình đi. Kỳ quá à. Thất bại. Ngủ sớm đi. Nè, miếng ngọc không phải dùng để bỏ túi, dùng để đeo, thành tâm một chút. Chú Phong à, chú nói sao thì vậy đi. Chào sư phụ, hôm nay đi đâu điều tra đây sư phụ? Không cần đi đâu hết. Cậu lên trển coi chừng giùm tôi, không để nó đi đâu hết. Dạ. Sư phụ đi đâu vậy? Nè, vô đi. Nè, làm gì vậy? Nè nè. Wow, nè, ăn mặc đẹp vậy, đi ăn tiệc hả? Hả? Anh cần ngạo tôi đâu? Hờ, tưởng tôi thua chắc là sao? Phải rồi. Nè, thôi đi. Đi đâu? Nè, anh đã điều tra được tên chủ nhà có quán ăn nhật mà. Rồi thì sao? Đừng để chú Phong khinh thường hai đứa mình làm không được việc. Mình đi điều tra. Nè, nè, cái gì chứ? Trước khi đi sư phụ có dặn là biểu là cô Trần Anh đó mà. Nè, cảnh sát Hồng Kông không có ổng thì khỏi làm việc sao? Hả? Ổng dặn như vậy đó mà. Thôi đi, tôi không muốn cãi danh nữa. Chìa khóa xe đâu, đưa đi. Đưa đây, mau lên. Mau lên. Nhiều chuyện quá. Đưa đây.
Sao nói không đi? Bắt công anh làm mà xe có hư thôi, phải không? Chào. Thôi chào. Xong rồi. Quang nghênh, quang nghênh. Nè, cái tiệm này hình như lạ lắm đó. Đừng có nên chết nhát mà. Không phải đâu, thì tính đó hả? Hai người. Mời qua bên này. Mời tự nhiên. Sao hả? Gì vậy? Nè, anh thấy lạ không vậy? Con nhỏ này lạ lắm á. Không biết nó giống con nhỏ hôm trước nhà hàng không à? Nè nè, vậy là hết sợ rồi, phải không? Anh có thôi. Tôi không có đâu. Thôi đừng điều ra nữa nha. Không được cái gì đâu. Anh ngồi đó, tôi đi về ha. Nè nè, về cái gì chứ, ngồi xuống đi. Bây giờ mình điều tra cái vụ ma túy đó. Anh muốn sao đây? Vừa mở cửa có vài đường hầm và có mấy người mặc đồng phục tới. Em sẽ hello với anh. Hay là anh tới bắt chúng tôi đi có phải không? Không phải đâu. Hả? Rốt cuộc chúng mình có thể nói chuyện trước mặt được rồi. Tôi không quen với cô nói cái gì chứ. Tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc. Có phải là nhiều chuyện không nè? Tôi nói rồi mà đừng có dịch. Nếu hai anh không chê thì nhận lấy đi. Nè 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 nè.